Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2022. Sau hơn 10 ngày du lịch tại thành phố Toronto, nhóm tụi mình mới phát hiện được có một nhà hàng Trung Hoa chuyên về buffet và phục vụ buổi trưa từ 11 giờ rưỡi tới 3 giờ chiều, giá chỉ có 25 đồng Canada với hàng trăm món ăn. Bởi vì 10 ngày qua, nhóm của tụi mình ăn toàn những chỗ, tại vì nhóm chúng mình đi vào những khu du lịch thì giá rất là mắc, hay vào những khu trung tâm của Toronto thì giá rất là mắc. Ví dụ như mình ăn một tô phở Việt Nam ngay tại khu phố Tàu thì giá là 20 đồng Canada, chỉ có một món duy nhất thôi. Hoặc là mình ăn những món cơm Ấn Độ cũng vậy, một món duy nhất cũng đã gần 20 đồng. Còn tại nơi này, cả hàng trăm món ăn khác nhau, nhưng giá chỉ có 25 đồng mà thôi cho giờ ăn trưa từ 11 giờ rưỡi tới 3 giờ chiều, và cho giờ ăn tối giá 45 đồng từ 6 giờ tối tới 9 giờ tối nha các bạn. Đây, mình xin review bắt đầu từ chỗ này, từ cửa đi vào. Đây là cửa đi vào, các bạn sẽ gặp quầy tiếp tân ngay tại chỗ này. Họ trang trí rất là kiểu Trung Hoa. Quầy tiếp tân ngay tại chỗ này, một dòng cho các bạn thấy về nhà hàng này. À, và quên nữa, nhà hàng này nằm cách trung tâm của Toronto. Trung tâm của Toronto có nghĩa là downtown, chỉ có hơn 5 cây số nha các bạn. Nếu các bạn đi bằng xe buýt thì đi bằng số chuyến xe số 95, đi trực tiếp tới đây luôn, rất là dễ dàng. Và chuyến xe buýt chạy 5 tới 10 phút sẽ có một chuyến, nên không phải chờ đợi lâu. Đây, mình bắt đầu review từ nhà hàng, từ món ăn đầu tiên đây. Đây là quầy hải sản. Đó, các bạn thấy sao mình nói vậy, mình không cần bình luận nữa, mình chỉ cho các bạn thấy thôi. Đó, quầy tôm và những con phẹm. Và đây là quầy salad, điển hình là món kim chi. Tại mình là người châu Á thì mình thích ăn kim chi. Và đây là trái cây. Trời ơi, các bạn có biết không, mình vào siêu thị của người Canada mua 1 ký trái cây, 1 ký nho, ví dụ 1 ký nho mình mua mình trả là 6 đồng Canada. Còn ở đây tha hồ bạn muốn ăn, 1 ký cam cũng vậy, mình trả cũng 4-5 đồng. Thơm một trái của siêu thị người Canada bán là 5 đồng Canada nha các bạn, rất là mắc. Và đây là quầy bánh ngọt, tất cả các loại bánh luôn. Nói chung giá như vậy là quá rẻ các bạn ơi, không thể nào đòi hỏi hơn nữa. Chất lượng nấu theo mình thì cũng vừa ăn vừa miệng nha các bạn, có sao thì mình nói vậy. Đây là quầy ăn bánh. Và đây, người Việt Nam mình hay thích nhất là những cái món dim sum, há cảo hay là dim sum. À, các bạn thấy đó, khoai tây chiên, gà chiên, chả giò. À, phải nói rõ luôn là cái món Peking duck là vịt quay Bắc Kinh, chỉ phục vụ vào buổi tối mà thôi. Và đây là mực chiên giòn. Và đây, và nhiều người Việt Nam mình rất thích ăn là sushi. Cách đây một tuần mình vào siêu thị của người Canada mua cái sushi ăn, một phần nhỏ xíu mà giá tới 12 đồng Canada rồi. Còn ở đây mình có thể ăn limited luôn, unlimited. Và đây là quầy bán đồ pizza, vừa món Âu và món châu Á ăn ở đây cũng được. Pizza luôn cho người da trắng ăn, tại vì mình thấy nhà hàng này cũng có nhiều người da trắng tới ăn lắm, không những người châu Á mình đâu mà cũng có người da trắng nữa. Và đây là khoai tây dành cho người những món Âu. Và khu này là dành cho tráng miệng với các loại kem khác nhau. Nói chung vào khu downtown ăn rất là mắc nha các bạn. Một cây kem ở khu downtown bán là từ 4 tới 5 đồng Canada. Và đây là những món xào chiên. Mình thấy ví dụ như là món này là mực xào, khoai lang luộc, gà quay, rau cải xào. Đây là mì gói xào, rau cải, cơm chiên, gà, thịt bò, spaghetti. Nói chung ít nhất về món ăn thì mình thấy ít nhất có 50 món ăn khác nhau. Và món tráng miệng ít nhất có 50 món tráng miệng khác nhau nha các bạn. So với mức giá như vậy là quá rẻ rồi đó, 25 đồng Canada.
gần hơn 400.000 đồng Việt Nam cho một món ăn, cho một buffet ăn trưa giá tương đương với bên Việt Nam luôn. Ngày mai nhóm tụi mình về lại Bỉ rồi, tiếc quá không ăn được lần thứ hai tại nơi này, bởi vì phát hiện quá trễ. Chỉ ở đối diện khách sạn của tụi mình, nhưng mà nhóm tụi mình hàng ngày nào cũng đi chơi hết đó, nên không để ý. Bây giờ hôm nay có thời gian dư dả nên mới để ý những cái khu ở mình ở, thì mới phát hiện được giá quá rẻ. Ví dụ nếu mua cái bánh này không, một miếng như vậy không, ở siêu thị của người Canada ít nhất là 3 đồng Canada nha các bạn. Một cái bánh không đó, mình xin nói lại là nho 1 ký ở trong siêu thị Canada từ 5 tới 6 đồng, thơm một trái 5 đồng, cam 1 ký trước mặt mình đó, có sao thì mình nói vậy, 1 ký cam ít nhất cũng là 4 đồng Canada rồi. Hải sản thôi thì khỏi nói, rất là mắc. Nhóm của tụi mình quá hên, mới biết được cái nhà hàng buffet này, dù muộn cũng hơn không, chỉ có đối diện khách sạn mình ở. Băng qua con đường nhưng mình quên để ý, vào đây, giờ này mọi người cũng ăn chuẩn bị ra về. Hồi nãy lúc mình vào thì mình thấy cả 100 người ăn đó các bạn, nhưng bây giờ là Cúc cũng tàn cuộc rồi. Chủ yếu là người châu Á mình ăn nhiều nhé. Cái bàn đằng kia là 4 người Việt Nam, cái này là người Trung Hoa ăn nhiều. Ok, mình gần clip này, mình thấy phần đông nhà hàng ở đây thì 95% là người châu Á vô ăn nhiều, chỉ có 5% là người Canada, người da trắng. 95% còn lại là người châu Á, đặc biệt là người Hoa và người Việt Nam, Thái Lan, Philippines.